Xin chào các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em một số câu trong đề kiểm tra hình học 11 chương 1 phép giơ hình và phép biến hình. Câu thứ nhất. Cho lục giác đều ABCDE với tâm O. Vậy thì qua phép quay tâm O với góc 120 độ, nó sẽ biến hình bình thành OCDE thành hình nào? Thứ nhất, A. Hình bình thành OEFA. B. OAFA. Và C là ODEF, D là OCBA. Thì để làm được phương trình này, để làm được bài toán này, chúng ta cần phải thực hiện nhanh. Các em nhớ trong các kỳ thi thì mỗi câu chỉ được 1 phút 8, cho nên những câu nào dễ chúng ta cần phải tập trung để làm được nhanh, dồn thời gian vào những câu khác. Bây giờ thầy vẽ hình bình thành này ra nhé. Đây là lục giác đều. Ở đây người ta cho chúng ta là hình bình thành OCDE. OCDE hình màu vàng nha. Vậy thì qua phép quay OCDE, quay tâm O với góc là 120 độ, sẽ biến cả cái điểm O này thành điểm nào? Thì chúng ta nhớ O chính là tâm quay, thì O sẽ không đổi. C này á, thì với một góc này là 60, như vậy C này sẽ biến đổi thành điểm A. Còn điểm D thành B. Và điểm E thì tạo thành điểm C. Thì như vậy chúng ta có đó là tạo thành O A B C từ giác này. O A B C hoặc là O C B B A. Ở đây EF chính được rồi, cái này loại phải không? Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án D. Các em quan sát O dùng nguyên nhá. C thì tạo thành A, D tạo thành B này, còn E là tạo thành C. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi qua câu thứ hai. Người ta vẫn cho lục giác đều. A, B, C, D, E, F. Có tâm là O. Bây giờ người ta cho chúng ta tam giác A, B, O. Và hãy tìm ảnh của tam giác A, B, O này bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép. Đó là phép thứ nhất là phép quay tâm O với góc 60 độ. Sau đó là sử dụng phép tình tiến với vector là OC. Thì cho chúng ta là ảnh của nó là gì? Câu A. Đó là tam giác BOC. Câu B đó là tam giác OCD. Còn câu C là tam giác OFE. D đó là tam giác AOF. Thì muốn thực hiện cái này chúng ta có thể sử dụng cái hình lúc này, hoặc chúng ta sẽ làm như sau. Đây là O. Hình đầu tiên đó là tam giác ABO, là tam giác màu vàng này. Chúng ta thực hiện phép quay tâm O với góc 60 độ. Phép quay tâm O, đây là tam giác ABO.
thông qua quay tâm O góc 60 độ. Thì điểm A sẽ cho điểm nào? Quay tâm O nhớ với góc dương thì chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ, còn góc ấm á, chúng ta quay theo cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy với góc 60 độ thì điểm A này sẽ cho là điểm F. B thì tạo thành A, còn O là tâm quay nên O giữ điểm nguyên. Như vậy chúng ta có tam giác đó là FOA. Vậy thì tiếp tục, sau khi chúng ta thực hiện phép quay thứ nhất, chúng ta tạo thành tam giác ngay, tam giác máu màu đỏ. Thì sau đó chúng ta lại tiếp tục thực hiện phép tình tiến theo vector là OC. Tình tiến theo vector OC đây rồi em, vector OC. Vậy khi tình tiến theo vector OC thì ta có điểm thứ nhất là điểm F sẽ tạo thành điểm O. Thứ hai, điểm O thì nó sẽ tạo thành điểm C. Còn điểm A thì tạo thành điểm B. Như vậy chúng ta sẽ cho được tam giác, đó là tam giác này. Đây. OC, OCB. Tức là tam giác BOC. Câu A. Các bạn có thể quan sát lại. Bây giờ chúng ta đi vào câu số 3. Trong hệ tọa độ OC, người ta cho đường thẳng D có phương trình là 2x cộng y trừ 3 bằng 0. Hãy tìm ảnh của D qua phép vi tư với tâm y là 2 trừ 3 và tỷ số k bằng 2. Thì người ta cho ảnh D phẩy, đó là câu A, 2x cộng y trừ 3 bằng 0. Câu B, 2x cộng y cộng 3 bằng 0. Và C, đó là 2x cộng y trừ 1 bằng 0. D, 2x cộng y cộng 1 bằng 0. Thì với cái bài toán phép vi tư tâm y và tỷ số k, bất kỳ chúng ta cần nhớ các cái công thức của phép vi tư như sau. Thì nếu như có phép vi tư tâm y tỷ số k, trong đó y có tọa độ là AB, thì chúng ta lưu ý điểm M có tọa độ x, y nó tạo thành điểm M phẩy có tọa độ là x phẩy và y phẩy. Thì chúng ta sẽ có cái công thức đó là y M phẩy bằng k nhân với y M. Thì như vậy chúng ta sẽ có phương trình tọa độ, cái hệ phương trình tọa độ như sau, đó là x phẩy sẽ bằng ks cộng với 1 trừ k nhân với a, và y phẩy sẽ bằng ky cộng với 1 trừ k nhân với b. Thì như vậy ở đây trong cái bài toán này thực ra nó có đến hai cách chọn, thì với nhanh nào á và có khả năng nhanh gọn hơn thì chúng ta sẽ chọn nhanh hơn. Ví dụ ở đây thầy có thể chọn hai điểm bất kỳ trong chỗ này, đó là điểm thứ nhất là có tọa độ 1, 1, 1 thuộc D này, điểm thứ hai đó là 0 và 3. Thì đương nhiên cái này mà tạo thành A phẩy, bên này tạo thành B phẩy, và chúng ta sẽ viết phương trình tọa độ của đường thẳng đi qua hai điểm A phẩy và B phẩy này. Tuy nhiên cái cách này á, khi mà chúng ta gặp một số bài toán hoặc là người ta cho những cái hình phức tạp hơn thì chúng ta sẽ làm khó khăn hơn, chứ không phải là luôn luôn chọn hai điểm. Do đó phải có một phương pháp tổng quát nhất thì chúng ta lưu ý chúng ta áp dụng ngay cái công thức này. Người ta gọi M, quỹ thức M này chính là đường thẳng D. Vậy thì thông qua phép vi tư tâm y với tỷ số k, nó sẽ cho chúng ta là M phẩy.
Và điểm M phẩy này với quỹ tích của M phẩy này chính là D, D phẩy, mà D phẩy này là ẵm của D qua phép vị từ tâm Y và tỉ số K. Vậy thì khi mà thầy ứng dụng, thầy áp dụng được quỹ công thức này thì thầy có như sau: MXY thuộc D thì suy ra M phẩy, X phẩy, Y phẩy là ẵm của M qua phép vị từ tâm Y với tỉ số K đây bằng trừ trừ 2 thì thầy có như sau nhé. X phẩy sẽ bằng K, K là bao nhiêu? Là trừ trừ 2 nhân với X này. Cộng 1 mà trừ cho trừ 2 tức là 3. Hệ số A của Y là bao nhiêu? Đó là 2. Thì chúng ta nhân 2 thôi. Tương tự Y phẩy thì sẽ bằng là trừ 2Y mà cộng với 3. Y ở đây sẽ là bằng trừ 3. Như vậy thầy có X phẩy là bằng trừ 2X cộng 6 và Y phẩy là bằng trừ 2Y trừ 9. Các em xem. Thì phương pháp tốt nhất chúng ta sẽ suy ra ngay là X và Y. Như vậy thầy suy X sẽ bằng, mình chuyển 2 qua chuyển X phẩy về. Như vậy X sẽ bằng là X phẩy trên 2 cộng với là 3. Tương tự Y sẽ bằng về luôn. Như vậy là bằng Y phẩy trên 2 trừ cho 9 phần 2. Sau đó chúng ta biết rằng X và Y này nó nằm trong phương trình đường thẳng D, thì chúng ta thay cả cụm này vào D, chúng ta sẽ ra được phương trình của D, D phẩy thay vào hết. Thay vào D thì thầy sẽ có là 2 nhân với X phẩy trên 2 cộng 3 cộng với Y phẩy trên 2 trừ 9 phần 2 mà trừ cho 3 bằng không. Thì cái chỗ này chúng ta nhân vào chúng ta sẽ được tương đương đó là X phẩy cộng 6 cộng với Y phẩy trên 2 trừ 9 phần 2 mà trừ cho 3 bằng không. Thì chúng ta làm gọn lại, X phẩy cộng với Y phẩy trên 2. Bây giờ 6 trừ 3 là còn 3, như vậy là được trừ 3 phần 2 bằng không. Thì thầy nhân hết 2 về cho 2 thì sẽ có 2 lần X phẩy cộng với, xin lỗi là X phẩy cộng với 2, 2 Y phẩy trừ 3 bằng 0. Có nghĩa là chúng ta có X cộng 2 Y trừ 3 bằng 0. X cộng 2 Y trừ 3 bằng 0. X cộng, xin lỗi là 2X cộng Y, xin lỗi, 2X cộng Y trừ 3 bằng 0. Thì chúng ta sẽ có phương trình ở đây là A. Như vậy tôi sẽ chọn A. Các em có thể quan sát lại. Nếu như ở đây thầy đang nhân 2 về cho 2 thì thầy được 2x cộng với y trừ 3 bằng 0. Thì đây là phương pháp tổng quát mà các em có thể làm rất là nhanh gọn. Gặp những bài toán tương tự nhau thì chúng ta chỉ cần lắp cái công thức vào chúng ta làm thôi. Trong hệ tọa độ OXY cho điểm A có tọa độ là 0,5, người ta yêu cầu chúng ta tìm ẵm của A qua phép quay tâm O với góc là trừ 90 độ thì nó sẽ tạo thành A, A phẩy và A phẩy này có tọa độ như thế nào. Thì có một đáp án, thứ nhất đó là A phẩy sẽ bằng 0,5. Đáp án B, A phẩy là bằng 0 và trừ 5. C, A phẩy của tọa độ là 5, 0. Và D, A phẩy của tọa độ là trừ 5, 0. Vậy muốn làm ba toán này nhanh gọn thì chúng ta cần phải nhớ công thức của phép quay như sau. Đối với phép quay tâm O góc trừ 90 độ thì nó biến điểm MXY thành điểm M phẩy có tọa độ là X phẩy, Y phẩy. Các em để ý. Thì khi đó ta sẽ có công thức như sau, đó là X phẩy sẽ bằng Y và Y phẩy sẽ bằng trừ X.
Thế như vậy trong cái trường hợp này thì có tọa độ điểm A là 0,5 thì nó sẽ tạo thành A phẩy và tọa độ là x phẩy bằng y, như vậy là bằng 5, và y phẩy bằng trừ x, như vậy trừ 0 thì bằng 0. Do đó đây thì nhìn có bên này thầy sẽ chọn là phương án 0 là phương án C. Chúng ta chọn rất là nhanh, nhưng chúng ta nhận công thức các có thể quan sát lại. Câu 5. Trong hệ tọa độ OXY, người ta cho ra một cái đường tròn có phương trình là x trừ 1 tất cả bình phương cộng với y cộng 2 tất cả bình phương bằng 25, và người ta yêu cầu là hãy tìm ảnh của đường tròn này qua phép quay tâm O với góc quay là 90 độ. Thì biển C này tạo thành đường tròn C phẩy, và phương trình đường tròn C phẩy là gì? Thì người ta cho đúng bộ phương án A là x bằng 1 tất cả bình cộng với y trừ 2 tất cả bình bằng 5. Phương án B, x trừ 1 tất cả bình cộng với y cộng 2 tất cả bình bằng 25. Phương án C đó là x cộng 2 tất cả bình cộng y cộng 1 bằng 5. D là x trừ 2 tất cả bình cộng với y trừ 1 tất cả bình bằng 25. Thì bây giờ khi mà làm bài toán như thế này thì chúng ta cần phải chú ý kỹ các phương pháp của nó. Các em quan sát nó thật kỹ thầy rồi. Đây là dạng tổng quát của phương trình đường tròn mà chúng ta đã học trong lớp 10. Thì chúng ta chú ý này, cái chỗ này, từ cái phương trình này thì chúng ta sẽ tìm được cái gì? Thứ nhất là tâm của đường tròn. Tâm đường tròn có tọa độ là 1 và trừ 2. Ngoài ra chúng ta còn tính được cái bán kính của nó, thì đây là R bình. Thì như vậy bán kính của nó sẽ bằng 5. Mà chúng ta điểm được ở đây, nếu tâm là AB thì x trừ A tất cả bình cộng y trừ B tất cả bình bằng R bình. Chúng ta nhớ cái công thức nha, đó là x trừ A tất cả bình này cộng y trừ B tất cả bình bằng R bình. Thì thứ nhất đây là một phép quay, là nó là phép giới hình. Mà phép giới hình thì đương nhiên nó chỉ làm thay đổi vị trí của hình ảnh ban đầu thôi, chứ không làm thay đổi về kích thước. Do đó đây bán kính R này bằng 5 không bao giờ được thay đổi, cho nên thầy sẽ loại ngay câu A và câu C. Như vậy ít nhất khi mà mình chọn thì mình cũng được 50%. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép toán này. Thứ hai, thầy dựa vào tâm để thầy tìm ảnh, sau đó dựa vào bán kính thì thầy lắp nó vào cái phương trình ban đầu này để tìm ra được phương trình của C phẩy. Vậy thì tâm Y có tọa độ là 1 và trừ 2 qua phép quay tâm O góc 90 độ thì nó sẽ tạo thành Y phẩy với tọa độ là x phẩy và Y phẩy. Thì chúng ta nhớ rồi, ở đây lúc nãy thầy có nhắc các em đó là x phẩy là bằng cái gì? X phẩy thì bằng Y, còn Y phẩy là bằng trừ, xin lỗi, là x phẩy thì bằng trừ y, còn y phẩy là bằng x. Thì như vậy trong cái trường hợp này á, thì thầy sẽ có x phẩy là bằng 2, còn y phẩy là bằng 1. Rồi chúng ta điền vào đây 2, 1. Nhìn nhá. Rồi sau khi ta có tâm y phẩy rồi thì đường tròn C phẩy có phải là nó có tâm là y phẩy không nào? Bán kính R này vẫn không đổi, như vậy bằng 5. Do đó chúng ta sẽ có phương trình như sau: x trừ 2 tất cả bình phương cộng với y trừ 1 tất cả bình phương bằng 25. Trừ 2 trừ 1, như vậy chúng ta phải chọn phương án B. Như vậy là thầy đã hướng dẫn các em qua 5 câu, thì chúng ta sẽ qua phần thứ 2 để sẽ hướng dẫn tiếp 5 câu tiếp theo. Chúc các em học tốt.